Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn poke friend bạn bè của mình bằng phần mềm F Plus. Đầu tiên các bạn mở phần mềm F Plus lên, click vào tab F Plus Token and Cookie, chọn mục poke friend. Ở trong phần danh sách token ở đây, bạn nhập mỗi dòng một token. Ví dụ, mình có token của hai tài khoản Facebook ở đây. Mình sẽ sao chép và dán. Các bạn nhớ là mỗi token mình để vào một dòng khác nhau. Sau đó các bạn ấn thêm. Như vậy, hai nick Facebook của mình đã được add vào danh sách ở phía dưới. Nếu bạn sử dụng từ 5 nick Facebook trở lên, thì bạn nhớ dùng DCOM và tích vào mục đổi nick và reset DCOM. Sau khi các bạn chọc được một số lượng bạn bè nhất định, các bạn ghi số lượng bạn bè vào ô trống bên cạnh. Tiếp theo, nếu bạn muốn chọc ra room bạn bè của mình, bạn tích vào mục Radum Friend. Nếu bạn không tích, phần mềm sẽ chọc theo danh sách bạn bè của bạn. Số token muốn chạy song song bạn nên để là 4, thời gian delay cho mỗi lần chọc thì bạn nên để từ 200 đến 300 giây để tránh tình trạng bị checkpoint khi mà mình chọc bạn bè của mình. Khi đã hoàn tất các bước trên, bạn nhấn bắt đầu. Như vậy, bạn có thể thấy phần mềm của mình đã hiện ra trạng thái chọc thành công. Đồng thời lịch sử chọc cũng được hiện ra ở bên trang thông tin. Bạn cũng có thể kiểm tra lại ở trên lịch sử Facebook. Chọc hoàn tất.